bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn hả? Dạ đúng à. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên. Em. Dạ, 32 tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ đúng à. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Mời nhà trai. Rồi chào em trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bên hàng rào kia đã có em gái. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Dạ. Bắt đầu. Dạ em tên là Trần Thành Nhân, năm nay 32 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhân làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh Nhân? À, em là giám sát kỹ thuật cho công ty cổ phần Eurowindow. Mình giới thiệu về mình đi em ơi. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Vũ Thường, năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ thành phố biển Cam Ranh, Khánh Hòa. À, và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm thu ngân kế toán tại nhà hàng Phương Cư quận Nhất ạ. À, bây giờ thì em hãy giới thiệu một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì ít nói. Một số tật xấu em là em có hút thuốc. Em có nhiều ưu điểm gì nổi bật không? Ưu điểm của em là hiền lành nè. Em thích ca hát. Như đó cũng đủ rồi, hiền lành nè, ít nói nè, thích ca hát là cũng dễ thương rồi á. Mà hồi nãy bạn nói bạn có hút thuốc mà mình nghe không rõ là bạn hút một ngày khoảng bao nhiêu gói ạ? À? Mình hút ít à bạn ơi. À, ít là bao nhiêu bạn? Ngày có 1-2 điếu thôi à. À dạ. Buổi sáng hay buổi trưa thôi. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ hoạt bát. Điểm yếu của em là khó tính với lại hơi thẳng tính một chút xíu ạ. À. Bực bội là nói liền đó chứ không có để bụng đúng không? Dạ. Em có những cái tài lẻ nào không? Em rảnh là em hay thích theo ạ. À. Dạ. Em theo tranh ạ. À. Ok. Và em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi ạ. À. Em lấy chồng năm em 21 tuổi ạ. À. À. Dạ. À, tụi em ở với nhau được 1 năm em chia tay rồi ạ. À. Em có con chưa? Dạ chưa ạ. Ừ. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là em mới quen năm 2018 ạ. À. Và cũng được 1 năm và chia tay rồi ạ. À. Lý do? Bất đồng quan điểm nhiều, không hợp với nhau về sở thích với lại quan điểm sống ạ. À. Bạn trai ơi. Dạ chị. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào ạ. À. Chưa có luôn hả? Dạ đúng à. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Ra làm thì ở ngoài công trường nhiều. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên. Em. Dạ, 32 tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ đúng à. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Có thể chứng minh được mọi người là để cho thấy là em thích con gái. Thì thích con gái thì mình thích thôi anh. Hay có một lý do nào đó mà bạn giờ này bạn mới chưa có? Đúng rồi, 32 tuổi. Có thể là do gia đình, do ba phải có mẹ một cái tình cảm nào đó đồng ý, hay là bạn lo học hành quá hay bạn lo sự nghiệp quá này cái nọ mà bạn chưa có bạn gái đúng không? Dạ đúng mà. Lý do nào là lý do chính đáng nhất mà sâu xa nhất? Có thể mình em là quan trọng nhất là sự nghiệp trước là. Có khi nào em chợt thấy thích một cô gái nào đó chưa? Chợt thích nhưng mà cũng chợt quên rồi. Tại mình không có tiếp xúc nhiều á. Kỳ vậy ta. Tưởng tượng em coi phim cái em thích cô này, em thích cô kia, em nói ỉ mai mốt bạn gái của em phải giống vậy đó. Minh Hằng. Minh Hằng. À tức là em thích cái mẫu người bạn gái của em là ở cái diện mạo bên ngoài là giống Minh Hằng đúng không? Nhưng mà còn về cái tính cách thì sao? Tính cách thì hiền lành, có lễ phép một chút. Thì chị hỏi nè, ví dụ bạn nữ bên đây nè, bạn đã có một đời chồng thì em có ngại vấn đề đó không? Không chị. Ba mẹ sao? Ba mẹ à? Ba mẹ thì em cũng dễ lắm. Cầm mắt đàn gái coi. Chứ đàn trai thật sự là tôi rất là bất ngờ đó. 32 tuổi luôn đó. À, cũng cao ráo ha, tướng cũng rất là man luôn. Mà không hiểu sao lại chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Người ta mê Minh Hằng đó ông ơi, chứ không phải mê Quyền Linh đâu. Chào con gái. Dạ, em chào. À, đàn trai thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Ha.
Thằng trai chịu đó. Em muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu người đàn ông của em là cao 1m65 trở lên là được rồi ạ. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ là 80. 80? 80 được rồi. À, để mình hỏi ý kiến người thân đó nha. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và cô chú ạ, với lại bạn ạ. Chào MC Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Bác cũng mong hai đứa có cơ hội đến với nhau. Bác cũng đồng ý. Con rể được. Tương lai của bác được không? Được. Có hợp với con gái của mình không? Được. Được luôn hả? Chú thấy sao chú? Nó cũng được ạ. Cũng được luôn hả? Vâng. Cả nhà đều được hết luôn rồi đó. Vậy là thông qua hết trơn rồi. Thông qua rồi. Bỏ phiếu rồi. Em trai đi với ai? Nhà em đi với mẹ và chú ạ. Cháu nhân tôi thì nó rất hiền lành. Và đứng trước phụ nữ thì cháu nó không tự tin lắm. Bây giờ là hôm nay nhà tới đây thì cho hai cháu gặp mặt và hai cháu tự quyết định. Mẹ có mẹ ý kiến gì không gì, mẹ? Nói về câu đi. Mẹ nói một câu đi mẹ. À, gặp nhau rồi thì cũng biết nhau, mặt nhau. Lần này thì cho cháu hai đứa cũng có cái cơ hội để có thể tiến xa hơn. Yeah. Rồi, vậy là ý mẹ cứ để cho các em tự quyết, tự chọn nhau đúng không ạ? Dạ. Trời ơi, nhà vậy ai cũng hiền hết trơn. Ai cũng hiền chứ, hai bên đều hiền hết á. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp nhau nha. Mở rào, bắt đầu đó Nhân nha. Bây giờ là chuyện của em đó, chàng trai 32 tuổi, chưa có mối tình dắt dài nào hết. Tranh trước ở đây rồi đây. Đây bên nhà gái đại diện nhận hoa giùm em. Dạ em tặng anh tấm tranh này do tự tay em thêu ạ. Dạ có bài thơ em tặng anh luôn ạ. Em nhờ anh đọc giùm em bài thơ này luôn ạ. Em có cái vòng để tặng. Dạ em cảm ơn anh. Chúc em anh đọc bài thơ của em nha. Dạ bài thơ có tựa đề là Hoa Cỏ Mây. Mây trắng bay đi cùng với gió, lòng như trời biết lúc nguyên sơ. Đắng cây gửi lại bao màu cũ, thơ viết đôi dòng theo gió xa. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ mây, áo em sơ ý cỏ gặm đầy. Lời yêu mong manh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Cái bài thơ này em chọn để tặng anh là cũng mang cũng mượn cái ý nghĩa lời thơ để hỏi thăm dò ý anh luôn ạ. Thì qua đây anh cũng có bài hát để anh trả lời cho em luôn. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây xếp thành lâu đài, đợi chờ gì đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một ngày không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em hiện tại ở đâu em? Em hiện tại đang ở ngoài Thủ Đức ạ. Thủ Đức hả? Anh ở quận 8. Dạ. Thường cuối tuần em có rảnh không ạ? Công việc của em thì em làm việc ở nhà hàng cho nên làm ban đêm. Không có thời gian là nghỉ ngày nào, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày nào cũng được, không cần phải cuối tuần ạ. Thì quan điểm tình yêu của anh á thì trước là phải chân thành, trung thủy, mà mình phải có sự thẳng thắn nữa. Cái gì mình phải chia sẻ rõ ràng với nhau. Dạ em, ý em cũng giống ý anh vậy á, chia sẻ để mình hiểu nhau hơn anh. Hẹn hò để mình tìm hiểu nhau thì cái thời gian nào là phù hợp với anh ạ? Anh nghĩ là 6 giờ mỗi ngày đều được với anh. 6 giờ sáng hay là 6 giờ tối? 6 giờ chiều á. Dạ. 18 giờ. Dạ. Mấy giờ mới vào ca? Hả? Dạ, tối đó. Dạ em thì 5 giờ em vào ca. Rồi thôi vậy chuyển 6 giờ sáng đi. Chuyển 6 giờ sáng đi. 5 giờ tôi vô ca rồi, 6 giờ anh hẹn 6 giờ đâu có được đâu. Mấy giờ sáng em mới tan ca? Dạ khoảng 3 giờ thì em đi về ạ. 3 giờ tan ca. Hẹn 3 rưỡi đi. 3 giờ rưỡi đi lang thang ngoài phố vắng. Còn không thôi vậy nè, mình tới 5 giờ sáng ăn sáng luôn. Mình tới đó mình ngồi ở cái chỗ mình trồng cái xin, vừa canh bồ mình luôn. Thực chất mà nói thì đêm nào cũng trực đến 3-4 giờ sáng như thế. Lúc đầu yêu nhau thì được, nhưng sau đó có con, có này kia thì ngày nào cũng 3 giờ đêm như thế. Mà chồng đi làm từ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Rồi vợ bắt đầu 5 giờ sau là vào ca rồi. Như vậy thì cái chênh lệch cái múi giờ rất là căng thẳng. Em có thể thay đổi công việc cho bà xã tương lai được không? Có thể được việc khác á. Có thể được. Dạ.
tình cảm của anh đối với em, cái chân thành, cái độ chân thành nó sẽ đạt đến cái mức độ để làm em thay đổi cái công việc này là em đồng ý ạ. Đồng ý liền đó. Chị thấy là chưa gì đã chân thành rồi đó. Chiếc vòng cầu hôn là chị thấy chân thành rồi đó. Dạ. Đúng không? Người ta phải đặt cái niềm tin kinh khủng lắm, người ta mới đem một cái mà nó tượng trưng cho cái sự ràng buộc. Trái tim có rung động gì chưa, hay có một cái cảm nhận gì đó về cô gái này chưa? Hãy nói cho cô ấy biết đi. Dạ, khi mà gặp em Vũ Thường á thì tim muốn rớt ra ngoài. Tim rớt ra ngoài. Có nét gì của Minh Hằng không? Dạ có chị. Có đúng không? Nhẹ nhàng ha. Đứng lên nắm tay tỏ tình đi. Nói gì cho bạn gái yên tâm mà bấm nút? Thì trước cái này á, chưa có mối tình nào. Dạ. Nhưng mà lên đây thì gặp em á, anh cảm giác không? Mình có một cái gì đó nó có mối liên kết với nhau á. Thì em cho anh một cơ hội để quen em nhiều hơn, biết em nhiều hơn. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Cô gái sẽ trả lời bằng bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Hai đứa nó bấm mà bấm cùng một lúc mới ghê chứ. Trời, chúc mừng ơi. Chúc mừng Nhân nha. Chúc mừng. Rồi chúc mừng, chúc mừng. Nắm tay nhau nè, áo xanh cặp nè, vô tình nè, thấy chưa? Tôi rất thích đêm rồi. Tôi rất thích hai nút bấm này. Ừ. Một cô gái vô thường, nhẹ nhàng như quấy rất thông minh đấy. Một chàng trai đủ bản lĩnh để che chở cho Thường. Và hãy cố gắng lên Nhân nha. Hãy giữ lấy tình yêu của mình. Có gì thông báo tin vui cho tụi anh nha. Rồi bây giờ Nhân có một lời nào với lại gia đình của Thường đi cưng? Dạ thưa hai bác là con nhìn bé Thường thì con thương bé Thường rồi. Dạ con xin phép bác là hai bác là con được làm quen với bé Thường. Dạ, sau này là chăm sóc bé Thường. Bác cũng mong hai đứa cho nhau cơ hội để đến với nhau. Dạ. Rồi đó. Cảm ơn bác. Dạ. Để nói gì với đúng mẹ rồi. Với chú đi. Nói gì với mẹ với chú. Coi như là hôm nay tụi con gặp nhau ở đây cũng có duyên. Nếu được tụi con tìm hiểu và tiến xa hơn nữa thì con chăm sóc anh và chăm sóc bác, xem bác như mẹ của con ạ. À. Đúng rồi đó. Ngọt ngào. Đẹp lắm. Em phải trao nụ hôn đầu tiên của em cho cô gái này. Vén tóc nhẹ nhàng lên. Nụ hôn đầu tiên của em đó. Bên tay phải, vén tóc nhẹ nhàng lên. Đúng rồi. Nhẹ nhàng. Để nguyên. Bên đây một cái nữa, bên đây một cái nữa. Bên má bên đây. Đó, đúng rồi. Ok, ok. Vậy vui vẻ quá. Đây là bó hoa hồng thắm của anh ấy tặng cho bạn. Chiếc đồng hồ tình yêu. Trời ơi, tự tay em làm đó. Hãy giữ những gì chúng ta đã nói ở đây nha. Chăm sóc cái mối tình này để nó thăng hoa. Yeah. Thành một cái hạnh phúc cho suốt cuộc đời còn lại nha. Chúc hai em hạnh phúc. Yeah. Em cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Chúc hai đứa hạnh phúc. Em cảm ơn chương trình. Từ từ, để bạn gái đi trước. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Em không có đảm đang. Với lại em không có đi thi được trong thành phố. Em sợ phải sợ. Thì gần đây thì em muốn tìm bài bạn đời cho nên là em mới làm giấy tờ ly dị vào năm ngoái. Tài chính hay tiền bạc cũng không quan trọng vấn đề đó. Nhưng mà cái quan trọng của em á là người phụ nữ phải có đạo đức, phải có cái tâm tốt thì mới đi với em đến quãng dài được. Thì em sống nặng tình cảm lắm. Xin mời nhà gái. Chào bạn gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của bạn gái nè. Chào chị Ngọc Lan, chào anh Nguyễn Linh. Xin chào. Chào khán giả trường quay. Em tên là Phùng Thị Trang, quê ở Bình Định. Hiện tại em đang ở quận 9 và em kinh doanh online.
Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ hôm năm nay em 33 tuổi ạ. Mời em trai. Dạ, lời nói đầu tiên em xin phép chào tất cả toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào ekip chương trình và anh Cường Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan và bạn gái bên kia. Dạ chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Hoàng Hải. Em năm nay 34 tuổi. À. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 9 luôn. Quận 9 luôn hả? Ôi dạ. Trời ơi, vậy chung quận luôn. Không chừng hồi kéo rào ra hai bạn. Hỏi đi, hỏi bạn bên đó coi quận ở chỗ nào có gần nhau không? Em ở phường mấy em? Dạ em ở Sông Hành á, anh gần đó không ạ? Anh ở Lê Văn Việt chắc cũng gần. Sát bên đúng không? Bên. Dạ. Vậy là khỏe rồi, có duyên rồi. Tôi nghi hai ha. Bạn này mở rào ra cái thì biết nhau quá. À. Khi gặp luôn. Em trai làm gì ở Lê Văn Việt vậy? Dạ em làm bên sửa chữa ô tô anh. À em là sửa chữa luôn đúng không? Dạ. Ôi, nghề này ngon hot nha. Khuyến mãi cho, em khuyến mãi. Khuyến mãi ha. Dạ. Rồi bạn gái mình có ưu điểm gì nè? Dạ em có ưu điểm là em hòa đồng, vui vẻ và có thể bắt chuyện với người lạ. Và em biết quan tâm yêu thương người bên cạnh và yêu thương ba mẹ của mình. Nhược điểm của em là em nóng tính nhưng mà em có thể kiềm chế được. Em không có đảm đang, với lại em không có đi thi được trong thành phố. Em sợ phải sợ. Dạ em không biết đường, với lại nó mất thời gian của em quá. À, chứ bình thường em di chuyển bằng gì? Dạ em đi Grab. Trời ơi. Thôi hy vọng là sau chương trình này em sẽ có người đưa đón em đi. Dạ em cảm ơn. Bên đây ta sửa xe, ta mượn xe, ta lấy xe, ta đưa đi có gì đâu. Nhiều khi ta có xe rồi chưa biết nữa. Ha em trai ha. Dạ. Rồi bây giờ em cho nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em là người rất là mạnh mẽ và em có tính tự lập từ nhỏ. Lập cao đó. Là em có thể tự nấu cơm hay là giặt đồ hay là mọi vấn đề tốt. Cuộc sống là tự em tự túc hết. Tốt. Mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi cho nhà gái nghe đi. Từ thời trẻ giờ em ít có mối quan hệ yêu đương lắm. Vì hồi đó hồi thanh niên 21 em có quen mối tình, em quen cả năm đó. Thì thời đó em còn vô tư lắm, thanh niên ít có quan tâm đến bạn gái á. Với là cũng chỉ lo đi học nghề làm vậy thôi chứ không có bận nữa đâu, chưa có sự nghiệp tiền bạc gì, nhà em cũng nghèo. Thì thấy không hợp quan điểm thì thôi bạn chia tay. Thì em làm tới 2015 em quen là em có một lần đổ vợ rồi. À, đổ vợ lần em có gia đình rồi. Dạ. Em quen một người đó, vợ cũ em. Năm người tới 2016 thì đám cưới. Thì hồi đó theo em quan điểm thì người ta hay nói là yêu đương loạn quạng á, cũng phải là lớn cũng phải là nhỏ. Nếu mà cái sự cố gắng mà của em và vợ cũ em, nếu mà hai người cùng cố gắng thì có thể xây dựng nó lên bậc cao hơn được. Vì yêu đương, tình cảm nó chưa đứng lớn, mỗi người có lơi vậy rồi. Quen nhau bao lâu thì cưới? Cũng một năm anh. Một năm rồi ở nhau bao lâu? 4-5 năm á. 4-5 năm. Dạ. Có mấy cháu rồi? Em có một cháu 4 tuổi thôi. Trai hay gái? Dạ con gái. Vậy thì cuối cùng là tình yêu không đủ lớn để có thể giữ lại cái cuộc hôn nhân đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là vậy nguyên nhân đó. Rồi hai vợ chồng ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2020. 20, năm nay 2 năm rồi. Dạ. Rồi con ai nuôi? Con thì còn nhỏ ở với mẹ. Ở với mẹ. Rồi đó là cái tình trạng của bên nhà trai đó. Rồi vậy thì đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ đường tình duyên của em thì em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên cũng không có gì cả. Thì mối tình thứ hai của em là người chồng của em cưới năm cuối 2013, đầu 2014. Và cưới khoảng vài ngày tới ngày Tết là có chuyện nên là sau đó ly thân trong một thời gian dài là 5-6 năm rồi thì em mới bắt đầu ly dị. Nhưng tại vì là em nghĩ là em không có đi bước nữa cho nên em bỏ luôn, em không có làm giấy tờ. Thì gần đây thì em muốn tìm bạn bạn đời cho nên là em mới làm giấy tờ ly dị vào năm ngoái. Ồ, sao mà nó trung chuyên quá vậy em? Bên kia vậy? Cũng đã ly hôn. Dạ thì chắc là anh còn ăn chơi á. À, em có em bé không? Dạ em có bé được gần 9 tuổi rồi chị. Rồi về nhà gái sống với ai? Dạ bé sống với em nhưng mà em bận công việc nên em gửi ngoại. À. Dạ. Thôi hai người coi như là mỗi người đã lỡ một chuyến đò, thôi giờ mình kiếm chiếc đò nào mình đi chung cho nó chắc chắn chút xíu nha. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào, em nói cho chị biết coi. Dạ hình mẫu lý tưởng của em thì em cũng không có một tiêu chuẩn gì cả, nhưng mà là người đó là dễ nhìn một xíu. Em cũng không cần cao hay thấp, nhưng mà em cần người ta là biết yêu thương người bên cạnh này, biết bao dung với một người phụ nữ đơn thân này, và có công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình. Yêu thương bản thân để mà yêu thương người bên cạnh nhiều hơn.
Với lại là bạn ấy lãng mạn một xíu, tại vì em không thích người khô khan. Yêu thương, bao dung, lãng mạn chút được không em trai? Rồi, em lãng mạn lắm anh. Rồi. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Dạ em không thích hút thuốc, nhậu nhẹt. Nhậu thì cũng được nhưng mà đừng có quá lắm. Hút thuốc có không? Có hút thuốc anh. Có hả? Nhiều không? Cũng ngày cũng nửa gói. Giờ bỏ được không? Hiện tại thì em chưa có suy nghĩ là bỏ nó. Nhưng mà sau này thì mình hơi tùy vào cái trường hợp, ví dụ như thời điểm hồi xưa em có con em cũng bỏ. Mình hút thì nó ảnh hưởng thì em không hút nữa. Đúng rồi, giờ mai mốt ví dụ như có vợ mà không chịu được phải bỏ đó. Dạ. Rồi mình muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Cái người phụ nữ của em á, là em muốn gắn bó lâu dài, là về ngoại hình em không quan trọng, về học vấn em không quan trọng, tài chính hay tiền bạc cũng không quan trọng vấn đề đó. Nhưng mà cái quan trọng của em á, là người phụ nữ phải có đạo đức, có cái tâm tốt thì mới đi với em đến dài được. Thì em sống nặng tình cảm lắm. Rồi, để anh chúc coi hai bạn gặp nhau coi thế nào thôi. Chứ tôi thấy bạn gái rất là xinh luôn đó nha. Chào nhà trai. Thí dụ như bây giờ muốn tái hôn á. Dạ. Thì em có muốn liền không? Năm, hai năm hay có tiêu chí gì không? Dạ, em muốn trong năm nay. Tại vì là em thấy dần ngọ tốt tam hợp thì em thấy em hợp với năm nay. Năm nay. Năm nay đó mình có nhắm được không? Quan điểm của em thì ví dụ mà 2 tháng sau vẫn được, hoặc là 2 năm sau cũng được, nhưng mà nó tùy vào cái tình cảm của hai người, với sự hiểu biết á, mà mình cảm thấy nó chín chắn. Anh bảo đảm em gặp cô gái là có tình cảm ngay. Như em một lần với bạn kia cũng một lần rồi, cho nên em thực sự là để mà chia tay một cuộc hôn nhân nó đau đớn chứ. Cho nên là em không muốn mà nó xảy ra thêm một lần nữa. Nên em muốn phải... Đúng rồi. Mình phải thấu hiểu được. Bạn trai suy nghĩ như vậy cũng tốt. Lỡ một lần rồi không muốn có lần nào nữa, lần này phải chắc chắn luôn. Đó. Vậy là bạn đó cũng gọi là chững chạc rồi đó. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Em bạn trai đi với ai cơ? Em đi một mình. Mình đi với ai em? Dạ em đi một mình. Một mình luôn đúng không? Mình mở rào cho đúng hai rồi. Bạn gặp thôi. Mở rào. Anh nghĩ là các bạn đủ để các bạn có thể quyết định cuộc đời của mình rồi đó. Ha. Nào, bắt đầu đi. Dạ, cảm ơn. Em có một món quà tặng anh, đây là cái máy rửa mặt. Em muốn anh lúc nào cũng sạch sẽ và trái tim em cũng lúc nào cũng nổi hồng như vậy. Cảm ơn. Dạ. Bây giờ mình đối diện với nhau, mình nói chuyện đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào? Thì nói chung là bận nữ thì em mới gặp thế cũng xinh. Mà em nói ở Bình Định, em ở huyện nào? Em ở huyện Hoài Nhơn. Có cái trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Trong chương trình anh không ghi là muốn quen bạn gái hoặc người ở Bình Định, nhưng thực sự trong lòng anh rất thích Bình Định. Anh là người gốc ở đâu ạ? Anh gốc ở ba mẹ ở Huế nhưng anh sinh ra ở Bình Phước á. À dạ. Vì sao anh thích người phụ nữ Bình Định? Thì anh có mối duyên là anh có những người bạn ngoài Bình Định á. Dạ. Ngày xưa anh ra anh mở quán cà phê ngoài Quy Nhơn á. Dạ. Thì anh ở ngoài đó anh thấy cái con người vào đó, người ta nói chung là quá chất phác mà quá hiền, quá dễ thương quá. Đúng rồi, người Bình Định thật thà chất phác, Bình Định tốt lắm em ơi. Mà người ta thẳng anh tính lắm. Anh cũng rất mê Bình Định. Rất là thẳng tính. Nếu như em thích độc lập, em thích tự do, em không muốn làm dâu thì sao ạ? Thì đối với anh thì cái đó cũng bình thường, cũng được. Tại vì anh cũng ở Sài Gòn, anh lập nghiệp ở đây. Dạ. Có một mình à. Ba mẹ anh đang ở Huế hay sao ạ? Đang ở Bình Phước, mẹ anh ở Bình Phước. À. Thì anh cũng không có xác định về Bình Phước ở, cho nên là nói chung mọi người ai mà lấy anh thì cũng chỉ ở với anh thôi. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Quan điểm của em về cái cuộc hôn nhân á, về tình yêu mà sắp tới nè. Ví dụ như em với anh mà ví dụ có quen lâu dài hay kết hôn, thì quan điểm của em là mình làm như thế nào để mình xây dựng cái hôn nhân nó bền vững được. Em không có nói chuẩn về cái quan điểm của em, nhưng mà em muốn là một người đàn ông của em biết yêu thương, biết bao dung, lãng mạn. Chứ em không có muốn người khô khan. Nói chung nhà này phải có nắp. Nói chung nhà này phải có nắp. Có rồi, cái nắp như thế nào mới được? Em không biết cái nắp đối với anh là như thế nào, chứ đối với em là cái nắp của em nó hơi bị cao. Mà cái nắp đó là ai? Ai là nắp? Dạ em chứ. À, tôi thấy ông Mai từ bên đó hơi e dè đúng không? Thật ra thì chị chia sẻ với em như thế này nè. Cái câu chuyện mà hai bạn sẽ tìm hiểu nhau đó, nó sẽ là nằm ở cái thời gian nó lâu dài ở phía sau này nữa, chứ không phải là ở trên sân khấu này. Trên sân khấu này chúng ta chỉ có thể nói với nhau sơ bộ về tính cách của nhau thôi, để coi chúng ta có bấm nút hay không. Chị nghĩ nếu như em muốn có một cái gia đình mà nó như em mong muốn, em muốn có một cái cuộc sống nó bình yên đó, thì mình nên hạ cái tôi mình xuống một tí xíu để nó hòa nhập với những cái người chung quanh mình nữa. Bây giờ thế này, em muốn gì, em suy nghĩ gì về người đối diện của em?
em mới bước tới em nói điều đó, rồi nói cho người ấy biết suy nghĩ của mình, nắm tay bạn ấy quyết mạnh định mẽ lên nào, lãng mạn lên nào, bạn ấy thích lãng mạn đó. Thì anh chỉ muốn nói với em vậy nè, mình đến cái chương trình này là nó có là cái duyên rồi, còn mình mà để mà mình đi đến được với nhau hay không á, người ta hay kêu là cái phận, nhưng mà theo anh không, đó không phải là phận, đó là sự cố gắng của hai người. Muốn đến được 10 năm thì mình cố gắng nhiều đó, mình đến 50 năm mới cố gắng nhiều hơn nữa. Thì anh hy vọng là trong chương trình này nó ngắn một cái thời gian lắm, thì mình cho nhau cơ hội mình tìm hiểu, và biết đâu lỡ sau này anh đưa em vào một cái ngôi nhà mà nó hạnh phúc nhất thì sao. Hay. Không thể nào biết trước được, nhưng mình phải cho mình một cơ hội, nếu lỡ mình để buộc mất thì nó cũng phí cơ hội đời mình. Đúng. Thì anh hy vọng là vậy. Dạ, hát một bài cho lãng mạn nào. Em thích một người đàn ông hát hay nên anh cứ hát hay đi, lỡ đó anh làm đổ em thì sao. Đó, anh sẽ hát một đoạn bài có khúc buồn của anh đi. Hãy tay anh ôm xương rồng rất đau. Buồn quá, buồn rồi. Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn, nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn siết ngăn từng cơn em hơi, đôi bao nước mắt để được bình yên bên em. Sau bao lâu quen tối nay mình anh lê bước, anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Hay mà, mình chưa hết ạ. Hát hay đấy. Có gì cánh tay mình đừng buông ra mà không chịu ôm người ta một cái. Bấy giặc Yoshida điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Thật ra thế này, anh thấy bạn trai cũng là một người chân thành ha? Bạn trai cũng là một người quyết liệt, một người có thể đủ bờ vai để chúng ta nương tựa. Hai người suy nghĩ cho nó kỹ, bởi chúng ta đã đổ vỡ một lần rồi. Để tay vào nút bấm, quyết định bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Khi chúng ta bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình, có trách nhiệm với nút bấm đó. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, xem. Em gái không bấm, tại sao vậy em? Dạ em chưa đủ tự tin với mối tình này. Thật ra người ta đã bị một lần tổn thương rồi, họ không muốn bị tổn thương nữa, nên họ có thể làm những cái rào cản xung quanh mình rất là kỹ. Em có quá nhiều rào cản cho chính bản thân của em. Trong cái câu chuyện em chia sẻ, những cái suy nghĩ của em chia sẻ, chị nhận thấy được điều đó. Cuộc sống còn rất là nhiều người có thể hợp với em. Dạ. Hôm nay trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người xem, biết đâu họ sẽ bấm cái nút đó cho em. Dạ. Họ liên lạc với chương trình, không sao đâu. Dạ. Có rất nhiều cô gái cũng sẽ bấm nút cho em, bởi vì em cũng là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cố gắng mình thể hiện ra bên ngoài chút xíu. Anh tin rằng em sẽ làm được điều đó. Dạ. Một chàng trai cũng mạnh mẽ lắm nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bếp từ Toshiba IC20S4BV, mặt kính 2000 Đức, cao cấp chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, điều khiển cảm ứng trực tiếp mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà. Chúc hai bạn sớm gặp lại nhau. Còn giờ thì thôi, mỗi người một ngàn. Đi đường này. Thưa quý vị, một chút nuối tiếc ở cặp đôi thứ hai, nhưng mà không sao. Tôi nghĩ rằng các bạn có đầy đủ kinh nghiệm để các bạn có thể tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc tất cả chúng ta thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Mấy mối? Nhà ba mối chú. Vậy cũng dữ quá. Mối già lâu nhất là nhà học cấp 3, học cấp 3 chú. À. Mấy năm? Dạ 1 năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là 1 tháng chú.
mối thứ ba con Yên Giang, mối thứ hai luôn chú. Cũng tháng nữa. Dạ đúng rồi. Thì nó quen làm với mối tình tháng hay gì đó. Chắc nóng lắm hả? Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Về rồi. Nhà trai tụi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ quá. Đừng có sợ đó. Cái người đối diện đó đó, yeah. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha. Dạ. Yeah. Bây giờ tôi hỏi nhà gái, thấy nhà trai làm sao? Dạ yeah. Được. Mời nhà trai. Wow. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Trời ơi, hai chị em tôi hôm nay mặc đồ giống nhau chưa? Rồi xin mời em trai giới thiệu về mình. Con tên Hồ Hoàng Lộc, 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Con làm nhân viên ngân hàng. Nhân viên làm cái gì, khâu gì? Dạ khâu giấy tờ chú. Khâu giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Khâu giấy tờ là gì vậy, đi làm luôn hả? Dạ không. Cái này là hôm nay con xin off chú. À xin off hả? Dạ. Tưởng đi làm ngân hàng làm giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Thì vô chắc hết làm giấy tờ luôn á. Bộ bên đó thấy ghê lắm hả? Làm thấy ghê lắm. Để coi bên đây như thế nào nha. Mời bạn nữ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Minh Tú, năm nay em 25 tuổi. Quê quán của em là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là nhân viên phòng thí nghiệm của công ty Infla, chuyên sản xuất về bột mì. Bây giờ mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Lộc? Dạ ưu điểm của con là hiền lành, nhiệt tình, ga lăng. Hiền lành. Dạ. Nhiệt tình. Dạ. Ga lăng. Dạ. Mặc bộ đồ này vô hiền dữ rồi nha. Rồi điểm yếu gì nữa Lộc? Điểm yếu của con là quá nhiệt tình và hơi nóng tính một chút chứ. Nóng không? Dạ. Mồi chú đừng nóng nha. Dạ. Nóng là có chuyện đó nha. Thôi. Nóng là có chuyện đó nha. Trời bên kia căng thẳng quá vậy. Bồ này là nóng là có chuyện đó nha. Wow. Ngon vô. Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Về rồi. Nhà trai tụi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ quá. Đừng có bước qua tới cửa nha. Xin dạ phép đàng hoàng nha. Dạ không dám qua. Nóng có chuyện à. Dạ. Tới công chuyện luôn á. Mặc bộ đồ đó mà nóng nữa là mệt nữa. Bây giờ nhà gái làm sao nè? Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới. À rồi. Sở trường là em thích đi du lịch. Du lịch ha. Dạ đi Đà Lạt là thích chụp hình sống ảo. Bây giờ mình có mấy mối tình nè? Dạ em có 3 mối tình. Mối thứ nhất dài không? Dạ không, nói chung là tất cả đều vài tháng thôi. Quen lác đác cho vui vậy thôi ha. Dạ. Nhưng mà lý do sao mà chia tay luôn 3 mối đó vậy? Em là đạo công giáo, gặp mấy bạn toàn công an không à. Rồi được rồi, hiểu rồi ha. Mấy mối? Dạ 3 mối chú. Vậy nó cũng dữ quá. Mối dài lâu nhất là... Dạ học cấp 3, học cấp 3 chú. À mấy năm? Dạ một năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là một tháng chú. Mối thứ ba con Y Giang, mối thứ hai luôn chú. Cũng tháng nữa? Dạ đúng rồi. Này nó quen làm với mối tình tháng hay gì đó. Chắc nóng lắm hả? Dạ. Có cãi nhau không? Có chú, nhưng mà không có đụng chạm tay chân. Mình 3 mối rồi, giờ tới mối thứ tư mình muốn sao nè? Dạ em muốn tìm một người chín chắn trong suy nghĩ, có công việc ổn định, nhường nhịn, hiểu được phụ nữ và kiềm chế bản thân. Bên đó chị thấy mặc bộ đồ đó chị không biết có kiềm chế được hay không nha. Nhưng mà bên đó là có ga lăng. Em nghe căng quá chị ạ. Ừ rất là ga lăng. Có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Không thích. Để chị hỏi. Dạ trưởng Vũ Phu. Dạ chính thức qua chào chàng trai. Dạ. Nãy giờ chị không dám qua. Để chị nhìn em chị cũng hơi sợ. Dạ. Nóng tính dữ không? Dạ không. Nóng tính nếu dụ như mà cãi nhau thì xong con bỏ đi. Dạ giờ mình thích bạn gái làm sao nè? Dạ thích bạn gái là hiền lành, biết kính trên nhường dưới, yêu thương động vật ạ. Ừ. Ở nhà có nuôi con gì không? Dạ có, nuôi vẹt với chó. À nuôi vẹt với con chó. Nó đem theo con heo. Tuổi con đó chú. Tuổi của người ta. Lúng giật. Tuổi luôn hả? Rồi có gì mà không thích không? À không thích bạn gái hay nói nhiều quá. Càm ràm á. Con không thích cũng được con ơi. Bản tính là nói nhiều con ơi. Không hay thích càm ràm lắm. Có hút thuốc không? Dạ không. Có nhậu nhẹt không? Nhậu nhẹt ví dụ như uống 1-2 ly thì uống, còn không thì thôi. Ừ. Mình có càm ràm không? Dạ không. Không có. Có gia trưởng không? Dạ không. Không luôn. Quá khứ rồi chị. Chừng nào lấy chồng được nè? Năm sau nữa. Năm sau có thể năm sau nữa đúng không? Rồi nếu mà tới là năm sau. Đúng, giờ còn mấy tháng nữa tới rồi. À còn không hiểu nhau thêm năm nữa cũng được. Còn 6 tháng nữa tới năm sau rồi. Nhà gái mở rộng cửa luôn. Đúng. Ủa nhà gái tôi là sao? Nhà gái bên đây mở rộng cửa. Bây giờ mình hỏi người thân người ta đi. Vậy đi. Ừ. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ngồi dưới. À dạ. Mẹ mặc áo về vàng nổi quá ha. Xin chào
kia dễ thương. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Hồ Hoàng Lộc. Tôi rất là vui bởi vì chương trình này là đem rất là nhiều gọi như là niềm vui hạnh phúc cho các cháu. Cháu gái bên đây thì tôi thấy là cháu rất là dễ thương, rất là xinh. Cô rất là thích cháu. Thì cũng mong cho hai cháu là bấm nút để có cơ hội hẹn hò. Còn nhà gái sao nè? Đi với ai? Dạ, đi với hai dì và ba người bạn thân. Chị thấy nãy giờ là cháu Lộc này nhìn ngoại hình cũng dễ coi, dễ nhìn, thấy cũng hiền lành, dạ, thấy cũng cô. Dễ thương, cũng hoạt bát. Thôi giờ mình để cho thuận theo tự nhiên cho hai cháu nó tìm hiểu với nhau. Dạ. Rồi chị xin hết, xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn chị. Lộc nó hiền lành lắm nhưng mà cần bảo vệ là nó có bộ đồ bảo vệ liền, thấy không? Đúng. Bây giờ là cháu của dì khỏi phải lo. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Chị mở rào là mình biết mình phải làm gì rồi đúng không? Rồi. Mở rào. Đấm đá gì cũng được. Đúng rồi. Dạ. Xong đưa con heo qua luôn nha. Dạ. Biểu diễn cho ấn tượng với đàn nhà gái coi. Hết hồn chưa? Bắt đầu. Đi vô. Đó. Dạ. Ghê chưa? Vừa heo mà thấy ghê chưa? Yêu Giang vậy luôn. Không có món quà anh tặng cho em. À, em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng cho anh. Chưa còn nữa, nhà trai tới hai món nữa. Nè, cứ cầm đi coi. Lên chút. Anh có làm bánh không? Cái này là anh làm hay? Đúng rồi, anh tự làm. Ồ. Chưa? Em cảm ơn anh. Thấy nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Dạ, biết học võ mà còn biết làm bánh. Thôi, nó vừa làm bánh vừa học võ đó. Coi gì đây? Dạ, kẹo sô cô la. Dạ, anh mở ra, anh ăn thử. Trong đó có một lá thư. Lá thư, đúng rồi. Anh ăn kẹo đi rồi, anh đọc cái thiệp đó cũng được luôn. Cứ ăn đi, chú đọc phụ cho. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào là nhầm chỗ. Vạn người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Có sự sắp xếp của Thượng Đế. Dạ. Bữa nay mới gặp Lộc đó. Dạ. Cho anh nắm tay em nhé. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em cảm ơn. Em cũng có một bài hát muốn gửi tặng cho anh. Wow. Mà hơi rung thì không sao, cứ hát đi nào. Nhà hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ đến bên anh và nói. Em xin hát đặt nói gì lấy cây đó. Nói anh yêu em, nói anh yêu em. Bây giờ bắt đầu mình vô công chuyện nha. Dạ. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cũng thấy anh là một người thật thà, cũng điềm đạm, nhưng mà biết làm bánh với lại học võ sao nó cứ ngược nhau anh. Không, lúc không nhào bột đâu. Là người ta vận dụng nội công, khí công ở đúng trong rồi. Đó người ta mới nhào được cục bột, chứ không thôi là phải dùng máy rồi. Coi như là tề gia nội trợ đúng. Luôn. Dạ, em chỉ được nghỉ thứ bảy thôi. Thì nếu mà được thì chỉ có thứ bảy anh xuống. Ok. Đi chơi. Cho anh địa chỉ đi, anh tới liền. Trời ơi. À, anh thích đi du lịch không? Anh thích. Anh thích biển hay thích núi? Anh thích biển. Ở Vũng Tàu thì vừa có biển vừa có núi luôn. Ồ. Giờ đó hợp lý. Tiện thì đôi đường. Dạ. Giờ ví dụ cưới nhau thì anh về Sài Gòn ở Vũng Tàu. À, ví dụ như mà cưới nhau á, mình sẽ ở Sài Gòn hay Vũng Tàu em? Em thích Sài Gòn. Mòn vô. Anh cũng thích Sài Gòn lắm. Em thích tối đi vòng Sài Gòn á, ngắm đèn rất là đẹp. Để cái gì anh chở em đi. Em có làm dâu được không? Em có làm dâu được không em? Em nghĩ là thời đại bây giờ hiện đại mà với lại mẹ chồng nàng dâu thì nó cũng không có khó như ngày xưa nữa. Nên là cái vấn đề đó cũng ok không có gì hết. Vậy mình cưới nhau đi nha. Vậy mình cưới nhau nha em. Cái đó thì hôn
nhân là chuyện không phải của hai đứa không mà của gia đình hai bên nữa, nên là mình cái gì cũng phải có thời gian tìm hiểu. Nãy ai xúi hỏi câu đó vậy? Dạ chú Linh. Dạ chú Linh. Chú Linh xúi hả? Dạ. Một lần xúi xúi gì nên cứ đổi thừa chết luôn. Sao? Để chú lo con. Dạ. Ha, còn rất là dễ thương. Đây nè, nhà trai tôi dễ thương lắm nha. Nhà trai tôi thật thà, chất phác, dễ thương. Thấy không? Ga lăng đủ hết trơn á. Bây giờ con cảm nhận cái người đối diện đó đó. Dạ. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha? Dạ. Bây giờ tôi hỏi nhà gái, thấy nhà trai sao? Dạ. Thích không? Hai người thích ha? Rồi bây giờ nè, hai bạn bước ra đây, mình nói cái gì mà mình suy nghĩ nha. Mình thích người ta làm sao mình nói cho người ta nghe để mình thuyết phục người ta bấm nút đó. Rồi, nắm tay vô. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Ai mà thích nhau mà nắm cái tay kiểu gì kỳ cục gì. Dạ, nó nắm nó còn nhỏ. Chưa biết. Trời ơi, nó ba mối tình rồi. Nó ba mà ba mối có 1 tháng không à. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Rồi nói lại nè, nói lớn lên cho người ta nghe. Nói lớn. Anh thích anh từ... Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Anh cứ thoải mái, đừng có rung. Bàn tay em sao? Bàn tay, bàn tay em mềm mại. Anh sẽ bảo vệ em. Để cho anh nắm cuối cuộc đời nghe. Anh sẽ bảo vệ em hết đời này. Em có đồng ý không? Em có đồng ý làm... Ok. Thấy sao bé? Dạ, thấy bạn cũng chân thành nhiệt tình. Chân thành đó. Thiệt thà lắm. Dạ. Thiệt thà lắm á. Bạn rung mà, em thấy bạn rung lắm. Có thể là bạn không có kinh nghiệm trong vấn đề ăn nói thôi. Dạ. Mẹ bạn ấy rất là phúc hậu luôn, mà dì cũng dễ thương nữa ha. Hai đứa mình thấy được á, cho nhau cơ hội, người lớn sẽ hỗ trợ hai đứa nha. Dạ chú. Được không Lộc? Được chú nha. Dạ. Em mốt đi chơi với bạn gái mặc đồ này ai cũng sợ, không dám đụng với bạn gái. Dạ. Người sợ. Dạ. Rồi dễ thương lắm. Rồi ok, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Nếu thấy được đúng như gì mình suy nghĩ, đây là một nửa yêu thương của mình, để mình tìm hiểu, mình tiến xa hơn thì bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Vô luôn. Chúc mừng. À, thấy chưa? Đang tay vào. Hai đứa dễ thương quá trời quá đất luôn vậy đó. Mẹ thấy sao mẹ? Quá đẹp đôi luôn, gì thấy được gì? Được luôn. Cả nhà mình thấy được không? Rồi, chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau, nhớ chăm sóc lẫn nhau, liên lạc nhau nha. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Cảm ơn chú. Rồi, chương bây giờ sẽ là những phần quà dành tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã có duyên với nhau quý vị. Bây giờ chỉ cần mượn nợ nhau là có nợ nữa là được. Chúc cho hai đứa sẽ sớm thành đôi. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Kiểu như là chọc ghẹo hoài, dẫn hoài ngay lắm. Tả sao giống tôi quá trời. Tôi thấy ai giấy tôi hay chọc hoài luôn vậy đó. Nếu bạn gái mà muốn làm dâu thì ở với ba mẹ, còn không muốn làm dâu thì ở nhà riêng. Trời ơi, anh thấy em cũng hợp với anh. Anh làm bên nhà đất, em làm bên kế toán là kiếm tiền rất nhiều lắm. Em cũng hy vọng là hai đứa mình cho nhau một cơ hội. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Nhật. Năm nay em 29 tuổi. Em làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 6. Nhật làm gì Nhật? Dạ em làm thợ cắt tóc nam, kiêm mua bán, giới thiệu nhà đất cho cha mẹ. Làm bất động sản hả? Dạ. À giỏi. Rồi mời nhà gái. Dạ con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào bạn nam bên đó và chào quý vị khán giả. Em tên là Thẩm, sinh năm 1995, nay em 27 tuổi. Em đang làm kế toán ở quận Tân Phú. Bây giờ Nhật nói mình có ưu điểm, khuyết điểm gì đi. Dạ ưu điểm của em là chiều chuộng bạn gái, không hút thuốc. Hay. Không nhậu nhẹt, không cờ bạc. Có trí cầu tiến,
Khuyết điểm của em là không thích bạn bè giỡn quá chớn, chữ thề chữ tục. Rồi. Rồi giờ mình nghe ưu điểm với khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Còn nhược điểm thì có tại em làm kế toán nên nó có đôi khi hơi khó tính. Chệch một con số là mình cũng mệt nữa. Dạ. Cái tật xấu khuyết điểm gì không Nhật? Dạ, tật xấu của em là hiền. Ủa? Hả? Hiền mà làm gì tật xấu? Do đó mà bạn bè hay ăn hiếp hả? Giỡn quá chớn em không thích. Không có giỡn ngay không? Có lầy không? Dạ có hơi hơi. Dạ có hơi hơi. Có hơi hơi đó. Có chữ thề không? Dạ không. Giỡn ngay là giỡn sao? Nó giỡn sao mà ngay vậy? Kiểu như là chọc ghẹo hoài, giỡn hoài ngay lắm. Tả sao giống tôi quá trời. Tôi thấy ai giấy tôi hay chọc hoài luôn vậy đó. Ê à, tôi nói cho biết nha, nhà trai tôi á rất là dễ thương luôn. Ưu điểm quá trời luôn á. Mà tại sao ế ta? Tại vì hiền. Chào chị. Dạ chào nhà trai. Chị Lan thấy là em có cái ưu điểm rất là tốt luôn, đó là chiều chuộng bạn gái. Đúng nè rồi. Hiền lành nè. Sao mà mình không có bạn gái? Dạ có bạn gái, có trải qua hai mối tình rồi. Hai mối rồi. Mình chăm người ta quá mà sao chia tay? Dạ tại vì đó còn nhỏ quá nên chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Mối thứ hai thì lâm đó em 26 tuổi. Ham chơi, bạn gái của em thì muốn lập gia đình rồi. Nên lập gia đình với người khác. Trời đất ơi. Còn em ham chơi nên chưa muốn lập gia đình. Giờ là lập liền không? Có duyên đến với nhau, quen nhau thì khoảng cuối năm. Cuối năm làm luôn ha? Dạ. Lẹ vậy đó hả? Dạ. Có chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Dạ có chuẩn bị ít tiền dành dụm để cưới vợ. Khá khá chưa? Dạ khá khá rồi. Mua được nhà chưa? Dạ có nhà riêng rồi. Dạ có nhà riêng rồi. Trời ơi giỏi quá. Quá trời giỏi. Vậy là cái tiệm tóc là ở nhà riêng luôn á ha? Dạ đúng rồi. Tiệm tóc là của nhà riêng luôn hả? Dạ. Trời ơi giỏi quá. Nhà trai tôi đủ hết rồi đó. Được chưa? Được, chịu. Chịu ha. Chịu liền luôn á. Rồi. Nếu bạn gái mà muốn làm dâu thì ở với ba mẹ, còn không muốn làm dâu thì ở nhà riêng. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời hay luôn, quá đất luôn. Con chào chú. Rồi, chào con gái. Dễ thương ha. Nãy giờ nghe chàng trai kia nói vậy, mình có thấy đạt tiêu chuẩn của mình chưa? Dạ có ạ. Có hả? Nhiêu phần trăm? Dạ còn phải tiếp xúc nữa thì mới biết. Tiếp xúc nữa. Còn mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ con muốn một người yêu là điềm đạm, chững chạc mà phải hài hước nữa. Anh hài lắm đó, giờ nói cái gì cũng vui chứ á. Dạ cao hơn con là được. Cao hơn, cao luôn. Cao hơn mà còn bự hơn. Bự hơn nữa, được không? Dạ được. Mà hồi đó giờ trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em hai mối rồi. Cũng hai cũng bằng bên kia luôn. Dạ. Sao chia tay hai mối đó? Mối đầu tiên thì lúc sinh viên thì lúc đó còn nhỏ quá thì hơi bất đồng. Bỏ qua. Dạ, còn mối thứ hai thì cách đây cũng 2 năm rồi. Tại vì không hợp tính đó chị. Nói sao mà không hợp tính? Thì kiểu bạn còn con nít hơn em đó nên em không có. À, thích phải lớn hơn mình đúng không? Dạ. Chững chạc hơn mình. Dạ. Rồi, được rồi. Bên kia là thôi công việc kiểu đó thì biểu làm sao mà không chững chạc được. Giờ cuối năm lấy chồng được chưa? Dạ được. Được rồi đúng không? Tại vì nhà em cũng hối quá. Hối quá? Ai hối vậy? Mẹ hối. Mẹ hối. Này mẹ có đi không? Có, mẹ có đi. Rồi hỏi mẹ luôn. Đó. Dạ chào mẹ. Chào cô Ngọc Lan, chào anh Nguyên Linh. Tôi cũng từ Quy Nhơn vô hồi hôm qua, vô với bà ngoại với em gái của Thẩm. Dạ chào ngoại. Rồi đi cũng muốn cho con nó cũng có một cái nơi mà lập gia đình rồi cho nó ổn. Cháu trai thì thấy cũng được, cũng hiền lành. Thì thấy cũng hợp. Chào ngoại. Ngoại nhiêu tuổi rồi? 84. 84 hả ngoại hả? Đi từ Bình Định vô đây để kiếm cháu rể đó hả? Ngoại thấy cháu rể này được không? Thấy cũng được đấy mà không biết theo đề sao. Chứ là có ở với cháu mình còn được hay không? Được á ngoại. Tùy tùy đó nó giờ. Vợ chồng là phải hợp ý với nhau. Dạ. Nhờ chú với cô thì hợp tác giùm cho hai đứa nó cho tôi hả? Rồi cảm ơn ngoại nhiều nha. Em đi với ai Nhật? Dạ em đi gia đình của em, đi với ba mẹ với lại chị cháu em. À dạ. Có ba mẹ đây luôn rồi. Rồi mời nhà trai. Xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào bác và chào chị bên nhà gái. Chào cháu. Em con chào chú. Nhật thì hiền lắm, chăm chỉ làm ăn lắm, cầu tiến lắm. Tại tôi là người nhà đất mà.
thì em cũng đang học hỏi nghề của tôi. Còn riêng ba thì ba thấy cháu gái bên đây á thì cũng dễ thương, hiền, thì bác mong hai cháu cho nhau cơ hội. Dạ. Tôi xin hết rồi. Bây giờ đại diện nhà trai á, dù sao nhà gái tương lai cũng đi từ Bình Định vô đây, mình có vài câu nói gì với nhà gái đi nhà trai. Dạ, chào bác, chào chị. Ý tôi thì nếu mà được tụi nó hợp nhau, thương nhau thì có thể là đây tới cuối năm gia đình tôi sẽ bước đến. Lẹ quá. Giờ đây gặp anh chị và hai cháu đây thì cũng như là có một cái duyên. Thì cũng xin anh chị với cô Ngọc Lan và chú Quyền Linh mát tay, mát lòng tác hợp cho cháu càng sớm càng tốt. Dạ. Con cũng lớn rồi. Chị ơi, gia đình tôi thì ít con lắm, có hai đứa thôi, nhưng mà chị của nó thì có nhà riêng rồi. Thì tùy theo cháu thôi, nếu mà tụi nó hợp nhau, muốn ở riêng thì ở riêng, ở chung thì ở chung. Dâu là con mà, rất là dễ, chỉ cần dâu biết đi làm là được rồi. Còn vấn đề khác thì khỏi quan tâm tới. Vậy là tốt rồi. Dạ. Hai ông bà xui tương lai cũng đã nói chuyện với nhau rồi ha. Để hai đứa nó gặp nhau để coi sao rồi mình hỗ trợ, để hai đứa nó tiến xa hơn ha. Bây giờ thì mở rau. Bắt đầu đi Nhật. Anh có món quà tặng em, chúc em luôn xinh đẹp như hoa này. Cảm ơn em. Dạ, em tặng anh quyển sách ạ. Quyển sách hả? Dạ. Rất yên tâm. Hy vọng là anh sẽ thích món quà của em. Anh rất thích. Mình đến đây gặp nhau là một cái duyên rất là lớn, nên anh cũng mong chúng mình cho nhau cơ hội để đến với nhau, tìm hiểu nhau. Rồi, hai bạn về chỗ nào. Em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh cũng được, rất là phù hợp với cái tiêu chí của em. Em thích người to hơn em vậy đó. Anh thấy em rất là xinh. Em cảm ơn anh. Anh hứa với em anh sẽ giảm cân được. Không, em chỉ cần là khỏe mạnh thôi, còn cái chuyện giảm cân hay không thì không cần thiết. Nhưng mà em tìm một người khỏe mạnh, biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em thì người đó là anh. Người đó là anh. Anh thấy em cũng hợp với anh. Anh làm bên nhà đất, em làm bên kế toán là kiếm tiền rất nhiều lắm ạ. Em cũng hy vọng là hai đứa mình cho nhau một cơ hội để mà tiến tới. Thường là anh rảnh ngày nào? Anh thì rảnh anh sắp xếp được, nếu mà em gọi anh là anh có mặt liền à. Tại vì em thì đi làm giờ hành chính, em chỉ nghỉ vào thứ bảy chủ nhật thôi. Cuối tháng thì em hay tăng ca, cho nên là cũng hơi, những ngày đó thì có hơi khó chịu xíu, thì anh có chịu được không? Được chứ. Anh sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho em. Nếu mà sau này mà mình có duyên đến nhau được thì có chuyện gì gây nhau thì anh là sẽ là người xin lỗi trước. Anh sẽ là người xuống đất trước. Đến đây anh có hai điều quan trọng. Dạ. Một là em, hai là tình yêu của em. Em á, mỗi khi mà ví dụ như có gây nhau á thì em muốn rõ ràng ngay lúc đó luôn, chứ em không có thích mà im lặng để mà chiến tranh lạnh hay gì hết. Em thích giải quyết rõ ràng luôn. Cho nên là anh cứ yên tâm đi, không có giận được 24 giờ đâu. Cho anh sẽ là người xin lỗi trước mà. Nói là giữ lời nha. Dạ. Em không hứa thôi chứ em hứa là làm được á. Ừ. Như giặt đồ, quét nhà, lau nhà đó. Dạ. Vệ sinh lại anh cũng biết làm việc nhà. Cái chuyện mà nội trợ gia đình đó thì anh cứ để em, anh chỉ cần phụ em thôi chứ anh không cần làm hết. Cái đó thì để em làm được. Bàn tới chuyện kết hôn đi, cuối năm cưới rồi đó. Kết hôn rồi thì để con trai con gái hay như thế nào? Kết hôn thì anh thích trai con gái luôn, hai đứa. Dạ em cũng thích. Nhưng mà con nào thì cũng là con à, ra đứa nào thì nuôi đứa đó thôi. Giờ mình tính đám cưới mình mời bao nhiêu người, có tính chưa? Dạ có, mời gia đình, người thân, bạn bè. Cỡ mấy bạn? Chắc cỡ 10 bạn. Không mời tôi không? Dạ có luôn. Anh 10 bạn, em 10 bạn là đủ 20 đó. À. Bao lâu cưới liền không? Nói đi. Nào cưới?
em định khi nào sẽ cưới? Nếu mà quen á. Nếu như mà mình hợp mà mình có thể tiến đến với nhau thì cuối năm. Anh cũng nghĩ vậy. Bước tới liền. Tấn công liền. Đó. Nói gì đi, nắm tay nói gì đi Nhật. À, cho anh xin phép nắm tay của em. Anh có bài hát muốn tặng em. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làn tóc xòa bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Hát lại, mình hát lại tặng bạn trai em. Anh ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay được yêu, cho em say mắt môi như lại có nhạc hay để chiều. Sâu trong tâm trí em chính là nơi em đã tìm thấy anh, tan vào trong giấc mơ. Em xin hát ạ. À. Em hát rất hay. Những lời anh nói là những điều chân thành nhất tự trong đáy lòng của anh. Là anh sẽ là người quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em như là em mong đợi. Dạ, em cũng có thể cảm nhận được cái điều đó. Rồi giờ tính nắm ngoài luôn, không buông ra, không đi bấm nút luôn. Về ghế ngồi đi nào, để tay nút bấm. Với sự chứng kiến của hai họ luôn, chúng ta đã nói tất cả những cái gì về suy nghĩ của mình ha, về quan điểm của mình. Và nói cái gì có sự chứng kiến người lớn thì không bao giờ quên được nha. Bây giờ mình quyết định thôi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng em. Thì chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Xin phép bà ngoại, mẹ và tương lai xin phép ba má cho tụi con được hẹn hò với nhau. Mong. Dạ con xin phép bà, xin phép bác, xin phép em, xin phép ba má, chị. Con sẽ hết lòng quan tâm đến bạn và sẽ yêu thương bạn đến một đường dài. Được đó, em bé nụ hôn đầu tiên. Con xin phép. Đã không lòng dễ sợ. Nè, bạn ấy cũng rất là thật lòng và ở đây cũng rất là hiền hậu. Hình như là hai gia đình, hai gia rất đình là hiền cũng luôn. Đều rất là hiền lành. Hai gia đình rất là hợp với nhau luôn đó. À, người lớn cố gắng hỗ trợ cho hai đứa nhỏ đến với nhau nha. Ba của Nhật là người rất là tâm lý với con đó. Yeah. Ba sẽ ủng hộ và cố gắng tìm hiểu sớm để về chung nhà ha. Yeah. Cùng nắm tay đi Nhi suốt cuộc đời này nha. Yeah. Em á, bản thân em thì gia đình không có ở trong đây với em, cho nên là tất cả mọi cái thì mình có vấn đề gì thì mình cứ chia sẻ với bác trai, bác gái. Chị thấy bác gái cũng là người rất là dễ để có thể chia sẻ. Có cái gì cứ mét, mét hết cho chị. Bây giờ nè, Thẩm nói gì với bác trai, bác gái đi. Dạ, con xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu anh Nhật. Cũng như là mai mốt mà có về tiến tới làm dâu thì cũng mong hai bác yêu thương con nhiều chị hơn. Dạ, chị dạy nhiều hơn cho con. Có cái gì mình chỉ dạy ha cô chú ha. Dạ. Mong có dâu thôi, thương lắm. Dạ. Vậy là quá tốt luôn. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn chú Quỳnh Linh. Chương trình có một số phần quà dành tặng dành cho em. Cố lên nha Nhật nha. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Rồi. Chị cầm hoa xuống cho, em đi đường này nè. Tiếp tục một cặp đôi nữa, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau và những cái tình cảm rất đặc biệt dành cho nhau ngày hôm nay. Hai cặp đôi ngày hôm nay quá là dễ thương thưa quý vị. À, chúng ta mong chờ một cái ngày mà họ sẽ gửi một cái tấm thiệp chúng tôi, ngày đó chúng tôi cũng sẽ rất hạnh phúc.